Tôi tin tưởng anh Hà Tĩnh 1 sẽ chiến thắng 100%. Bạn tin tưởng bao nhiêu phần trăm chiến thắng cho team của mình? Chắc chắn 100%. Quảng Bình và Hà Tĩnh song hùng tranh đấu, quả là một thế trận xuất sao đầy kịch tính. Quảng Bình là một trong hai văn phòng duy nhất trên toàn quốc là tên khu tiểu đô trên một thảm kinh doanh. Chúng tôi có đủ nhân tài và thực lực để trở thành một trong những văn phòng có số lượng MDRT nhiều nhất trên cả nước. Phải hơn 40 cấp quản lý, ngoài hàng chuyên nghiệp và tận tâm, và hơn 30 MDRT luôn khao khát thành công và có mục tiêu rõ ràng. Tôi tin rằng phải ăn học một chiến thắng. Có mục tiêu rõ ràng, liên tục gặp gỡ khách hàng, quyết tâm, tập trung, hoàn thành mục tiêu. Phấn đấu làm việc mỗi ngày để bảo vệ được nhiều khách hàng. Tôi làm việc bằng cả cái tâm và kết quả sẽ thể hiện được cái tâm của người Hà Tĩnh. Chúng tôi làm được. Bạn cũng làm được. Chúng tôi là những MDRT đạt sớm. Cùng đồng hành. Cùng giúp đỡ. Để các bạn cùng đạt MDRT. Đừng để những thử thách làm bạn chậm đến thành công. Tôi và anh em Hà Tĩnh giúp bạn hết mình đưa Hà Tĩnh 1 chiến thắng. Thành tích khủng hay đội ngũ giàu kinh nghiệm? Thế mạnh nào sẽ phát huy hết năng lực để giúp họ giành được chiến thắng khi chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc chặng đua? Chúc mừng GA Quảng Bình! Các bạn đã có một chiến thắng thuyết phục trong quý 2 với đội ngũ tinh hoa của Quảng Bình. Nhưng Hà Tĩnh 1 sẽ là người chiến thắng trong quý 3. Hay đôi đấy! Chúng tôi! Hà Tĩnh 1 chiến thắng! Hà Tĩnh là một cái team trẻ trung, năng lượng và khao khát thành công, đồng thời lại được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh đầy tài năng. Tuy nhiên, chúng tôi tin là Quảng Bình chiến thắng. Quý ông trên đài, Quảng Bình!